Honor 10 và Samsung Galaxy A8 là hai trong số những chiếc điện thoại đáng mua nhất trong phân khúc giá khoảng 10 triệu. Một chiếc điện thoại đang là ngôi sao mới nổi, còn một chiếc điện thoại thì đã đóng đinh trong lòng người dùng là một trong sản phẩm tốt nhất của cái dòng điện thoại Samsung. Vậy nếu là các bạn thì các bạn sẽ chọn một người đang nổi lên hay là các bạn sẽ an toàn mà chọn cho mình một sản phẩm đã có danh tiếng từ trước? Thì trong video này chúng ta hãy cùng đánh giá và so sánh thật chi tiết giữa chiếc Honor 10 và chiếc Samsung Galaxy A8. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với review dạo, mình là Tuấn Ngọc. Nói về thiết kế thì đập vào ngay mắt các bạn sẽ thấy rằng hai chiếc điện thoại này rất tương đồng với nhau, đều là thiết kế hai mặt kính rất là chắc chắn. Tuy nhiên thì phần này mình nghĩ rằng chiếc Honor 10 chúng ta vẫn có cái gì đấy nhìn hơn. Chiếc Samsung Galaxy A8 của chúng ta được hoàn thiện có phần nào đó nó hơi ăn khớp với nhau quá. Cái điều này thì vừa là điểm mạnh về thiết kế nhưng nó lại là điểm yếu về mặt cầm nắm. Khi các bạn cầm lên ý, thì do là nó quá liền mạch với nhau nên là các bạn sẽ cảm thấy rằng nó hơi chơi vơi khi cầm nắm, rất dễ cho bạn là có thể làm rơi. Còn với chiếc Honor 10 thì mình thấy rằng cái mặt viền của nó mặc dù hơi dày và nhô ra ngoài một chút nhưng mà khi các bạn cầm lên thì các bạn sẽ có một điểm tựa rất chắc chắn. Về mặt thẩm mỹ thì mình thấy là chiếc Honor 10 chúng ta sẽ chiến thắng cho phần này. Bởi vì sao? Chiếc Samsung Galaxy A8 chúng ta dù cái màu sắc gì chăng nữa thì cái màu đằng sau mặt lưng này mình thấy nó hơi trơn, nó ít hiệu ứng phản chiếu ánh sáng hơn là chiếc Honor 10. Nên là bạn nào đang cần một chiếc điện thoại có độ thẩm mỹ cao như một món trang sức dành cho mình thì mình nghĩ rằng thực sự là chiếc điện thoại này rất hợp với các bạn. Tiếp theo là về màn hình thì các bạn sẽ thấy rằng là sự khác biệt chúng ta bắt đầu tự thể hiện. Bởi vì là chiếc Honor 10 chúng ta được đi theo thiết kế tai thỏ nên là các bạn sẽ thấy rằng ở phía mặt trước các bạn sẽ được tối ưu hóa rất tốt cái màn hình này. Khi mà đặt hai máy bên cạnh nhau thì các bạn sẽ thấy rằng mặc dù ý, cái độ lớn của cả hai chiếc điện thoại gần như là tương đương nhưng mà chúng ta vẫn sẽ thấy rằng chiếc Honor 10 chúng ta có cái diện tích màn hình lớn hơn. Bởi vì đây chúng ta có tai thỏ mà, diện tích màn hình của chúng ta tối ưu nhiều hơn. So sánh một chút về thông số thì chiếc Honor 10 sẽ có cái màn hình là 5.84 inch, độ phân giải Full HD Plus và tấm nền IPS LCD. Sau đó thì chiếc A8 sẽ sở hữu màn hình nhỏ hơn là 5.6 inch, với độ phân giải cũng là Full HD Plus và tấm nền Super AMOLED. Mình thấy rằng cả hai cái màn hình này trong quá trình sử dụng thì mang lại cho mình cái cảm giác hiển thị cực kỳ tốt, rất là trong, rất là đẹp và không hề hiện tượng rỗ. Về hiệu năng thì sao? Mình thấy rằng đây là một điều mà người dùng cực kỳ quan tâm. Lý do là bởi vì chiếc Honor 10 chúng ta được coi là flagship của Honor, trong khi đó chiếc Samsung Galaxy A8 chỉ là một sản phẩm thuộc phân khúc tầm trung cận cao cấp mà thôi. Nhắc một chút về thông số cấu hình thì các bạn sẽ có con chip Kirin 970 và dung lượng RAM 4GB trên chiếc Honor 10. Còn với chiếc Samsung Galaxy A8 các bạn sẽ được trang bị con chip là Exynos 7885 và dung lượng RAM tương đương là 4GB. Và mình cũng đã thử một vài những bài test rất là gắt gao để xem rằng đâu sẽ là người nhỉnh hơn trong cái kèo hiệu năng như này. Trong bài test với app hàng ngày như là Facebook, Chrome, Instagram, Messenger và camera mình vẫn làm hàng ngày trên những bài đánh giá khác thì chiếc Honor 10 mang lại cho mình cái hiệu năng cực kỳ tốt. Các bạn còn nhớ là với những cái tựa app như này thì thời gian trung bình để load một app thì của những cái chiếc điện thoại khác nó rơi vào tầm 1,2 giây là nhanh. Nhưng cái con số này trên chiếc Honor 10 là 1,085 giây, một số quá nhanh, quá nguy hiểm. Nếu mà so với cả chiếc iPhone 10 hay là Samsung Galaxy S9, S9 Plus thì nó còn hơn đáng kể. iPhone 10 các bạn còn nhớ là 1,2 giây nhá. Và cái thời gian trung bình load app của Samsung Galaxy A8 là 1,448 giây, một con số không ấn tượng một chút nào. Thế nên là mình nghĩ rằng bạn nào mà đang cần một chiếc điện thoại mà có cái khả năng load app hàng ngày cực kỳ nhanh, phản hồi cực kỳ siêu tốc thì Honor 10 sẽ là lựa chọn của bạn. Đổi lại thì con chip Exynos của chiếc Samsung Galaxy A8 lại có phần nhỉnh hơn trong cái phần load game. Mình đã thử với 7 game nặng nhẹ khác nhau. Với thời gian load game trung bình của Samsung Galaxy A8 là 11,04 giây. Trong khi đó chiếc Honor 10 chúng ta lại là 11,75 giây. Con số mặc dù chênh lệch không quá nhiều nhưng mà nó cũng thể hiện được phần nào là cái thời gian load app của Exynos nó sẽ được tối ưu một chút gì đó tốt hơn. Tuy nhiên thì khi mà mình trải nghiệm game trên Samsung Galaxy A8 ấy, thì thực sự đây là một cơn ác mộng. Với những game nhẹ nhàng bình thường thì chả nói làm gì rồi, nhưng mà với những game nặng như là PUBG Mobile thì sao, thực sự là kinh khủng. Mình không thể nào mà chơi một tựa game hoàn chỉnh trong một cái round được. Nghĩa là mặc dù là game chạy ổn định này nhưng mà FPS nó chỉ loanh quanh đâu đó khoảng 20 đến 30 mà thôi. Và nó giật rất là nhiều. Và cái hiện tượng giật này nó hiển hiện rõ ràng hơn khi mà bạn lia súng xung quanh khung cảnh của mình và thấy rằng nó thực sự khó chịu. Nếu mà các bạn có kẻ địch ở trước mặt thì kiểu gì các bạn cũng chết. Với chiếc Honor 10 thì mọi thứ nó dễ dàng hơn. Mặc dù là FPS cũng không quá cao, nó rơi vào tầm 30, hơn 30 một xíu, nhưng mà ít ra nó còn chạy ổn định và mình hoàn toàn có thể chơi một cách bình thường trên chiếc Honor 10.
Vậy còn khả năng đa nhiệm của hai chiếc điện thoại này là sao? Sở hữu chung cái dung RAM 4GB. Mình thấy rằng thực sự là bất ngờ khi mà sử dụng khả năng đa nhiệm trên hai chiếc điện thoại này. Với 7 tựa game mà mình đã nói ở phía trên thì cả hai chiếc điện thoại đều không phải loạn bất kỳ lại cái app nào cả. Thực sự là một cái khả năng đa nhiệm rất tốt. Và mình đã tăng độ khó lên một chút khi mà mình bắt cả hai chiếc điện thoại load thêm 5 app nữa. Và tổng cộng là 12 app. Thì ở chiếc Samsung Galaxy A8 chỉ phải load lại 4 game mà thôi. Còn chiếc Honor 10 chúng ta phải load lại đến 6 game. Thì mình thấy rằng là cái cách tối ưu của Samsung nó vẫn có gì đấy tốt hơn về cái dung lượng RAM. Tuy nhiên thì trong cái đời sống hàng ngày thì các bạn cứ yên tâm, mình nghĩ là chả bao giờ các bạn sẽ mở liền một lúc 12 app đâu. Nên là với những cái tác vụ hàng ngày thì các bạn cứ yên tâm mà sử dụng cả hai chiếc điện thoại này. Thực sự là rất tốt trong cái kèo sử dụng đa nhiệm. Camera cũng là một trong số những yếu tố mình muốn đánh rất mạnh vào cho các bạn. Thực ra mà nói thì cả hai chiếc điện thoại này nó đi theo những xu hướng camera khác nhau. Các bạn nhìn cũng biết rồi, bởi vì chiếc Honor 10 chúng ta có bộ đôi camera kép ở phía sau và camera đơn ở phía trước. Trong khi đó thì chiếc A8 lại có bộ đôi camera kép ở phía trước và camera đơn ở phía sau. Chúng ta sẽ cùng đánh giá một chút. Về thông số thì Honor 10 sẽ được trang bị cái độ phân giải của camera chính rất cao là 16 megapixel và 24 megapixel, khẩu độ đều là f1.8. Camera selfie của Honor cũng có thông số rất đáng nể là 24 megapixel, khẩu độ f2.0. Trong khi đó thì bộ đôi camera kép trên chiếc A8 lại có độ phân giải là 16 megapixel và 8 megapixel, khẩu độ f1.9, và camera phía sau có độ phân giải là 16 megapixel và khẩu độ f1.7. Mỗi khẩu độ rất là lớn. Trong điều kiện đủ sáng thì mình cũng đánh giá là camera trên chiếc Honor 10 có phần xử lý tốt hơn với màu sắc tươi tắn. Cái màu sắc này cũng được đề cao, góc tăng phần tương phản và độ sâu cho ảnh. Galaxy A8 thì tái hiện màu sắc trung thực nhưng có vẻ nhợt nhạt hơn một chút và ảnh cho ra không được nịnh mắt như ảnh trên Honor 10. Về mức độ thông minh thì mình đánh giá camera AI của Honor 10 nó hơn một chút. Và các bạn nhớ là A8 không AI nhá. AI trên Honor 10 thì có thể phân biệt rõ ràng nhiều chủ thể như là nhà cửa, này, chân dung, hoa, lá, cảnh để ưu tiên chế độ chụp. Trong chế độ chụp ảnh thì mình có chụp ảnh nhà thờ như này. Các bạn sẽ thấy rằng AI nhận ra ngay đây là cái thời tiết âm u và đẩy HDR rất là cao. Và với chiếc A8 thì mình cũng đã bật sẵn HDR rồi. Nhưng mà các bạn có thể thấy rằng cái ảnh HDR trên A8 thực sự không có gì khác biệt mấy. Trong khi cái ảnh HDR trên chiếc Honor 10 là một sự khác biệt hoàn toàn. Mặc dù là các bạn sẽ thấy cái hiện tượng giả ảnh một chút, nhưng các bạn có thể tắt AI đi và bật HDR bình thường lên để giúp cho các bức ảnh của bạn trung thực hơn. Các bạn có thể thấy là camera AI cũng giúp cho các bạn có được những cái bức ảnh chụp chân dung rất là đẹp. Nó sẽ phân biệt được ra cái chủ thể người ở đâu và giúp cho các bạn có những cái bức ảnh thẩm mỹ hơn. Trong điều kiện thiếu sáng thì Honor 10 có chi tiết rất là tốt, không hề bị cụi quện hay bệt vào nhau. Còn chiếc Samsung Galaxy A8 thì các chi tiết nó không được thể hiện rõ ràng tách bạch lắm. Với camera selfie thì Honor 10 cho ra hình ảnh với màu sắc rất là chân thực, nhưng có phần thiếu tươi tắn hơn so với ảnh của Samsung Galaxy A8. Chi tiết cũng không được rõ ràng mà sản phẩm của Samsung, do nó chỉ được trang bị một camera mà thôi. Camera selfie của Honor 10 cũng được trang bị khả năng là selfie xóa phông. Nhưng mình nói trên rồi, ở trước chúng ta chỉ có một camera thôi, nên là đây cũng không phải là cái tính năng quá mạnh mẽ của Honor 10. Và chiếc Samsung Galaxy A8 các bạn có thể thấy rằng nó xóa phông cực kỳ chuyên nghiệp, tách bạch rõ ràng chủ thể và hậu cảnh. Cái phần rìa ảnh cũng không hề bị lẹm vào hay có phần hiện tượng răng cưa. Thế nên theo mình thấy là khả năng selfie A8 là rất tốt, tốt hơn nhiều so với chiếc Honor 10. Với khả năng quay phim thì các bạn sẽ thấy rằng cái khả năng tái hiện về chi tiết và màu sắc của hai thiết bị là tương đồng. Tuy nhiên thì A8 lại hỗ trợ kém hơn một chút khi mà chỉ có thể quay phim được 30fps mà thôi. Honor 10 thì có thể quay đến 60fps cơ. Và cái khả năng chống rung của A8 nó tốt hơn hẳn so với Honor 10. Các bạn có thể xem một đoạn video clip dưới đây. Thêm vào đó nữa, cái khả năng thu âm của A8 mình thấy là có gì đó vẫn nhìn hơn Honor 10. Nó không bị noise nhiều. Cái âm thanh mình nói vào thì cũng được thu lại rõ ràng hơn, chứ không bị kiểu như là nó hơi bé bé như là chiếc camera của Honor 10. Vậy nên là trong cái kèo về camera này thì mình thấy rằng chiếc Honor 10 là một chiếc điện thoại giúp cho các bạn có thể chụp camera chính cực kỳ tốt, tốt hơn so với chiếc A8. Khả năng selfie thì rõ ràng là A8 tốt hơn, còn về khả năng quay phim thì mình thấy rằng A8 cũng nhỉnh hơn do cái chế độ chống rung cũng tốt. Cuối cùng là về thời lượng pin thì Honor 10 được trang bị viên pin là 3400 mAh, còn A8 được trang bị dung lượng pin là 3000 mAh. Trong 30 phút chơi PUBG thì với cái độ sáng màn hình là 100%, chiếc Honor 10 của mình chỉ tiêu tốn 7% mà thôi. Đây là con số rất đáng nể so với những chiếc điện thoại có dung lượng pin tương đương. Với chiếc A8 thì sau 3 phút tương tự như thế thì chiếc điện thoại của mình tiêu tốn tận 9%. Và từ đây thì các bạn có thể thấy rằng khả năng tối ưu hóa pin khi các bạn chơi game thì chiếc Honor 10 làm tốt hơn đáng kể.
Tuy nhiên thì mọi chuyện bắt đầu khác đi khi mà mình sử dụng các cái tác vụ hỗn hợp hơn, như là có tempo run này, rồi là xem video trong vòng liên tục 1.5 tiếng. Thì chiếc OM10 của chúng ta tụt chỉ còn 70% mà thôi. Trong khi đó thì A8 vẫn còn 73%, nó nhìn có một tẹo. Thế nên là mình thấy rằng bạn nào đang muốn chơi game nhiều hơn thì chiếc OM10 sẽ tối ưu dung lượng pin tốt hơn. Còn bạn nào đang muốn làm những tác vụ hàng ngày thì A8 sẽ phù hợp với các bạn với thời lượng pin dài hơi hơn. Như vậy là mình đã cùng với các bạn so sánh rất chi tiết về hai sản phẩm là ON10 và Samsung Galaxy A8. Trong tầm giá 10 triệu thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn một trong hai sản phẩm này. Tuy nhiên là cá nhân mình thì mình sẽ thiêng về chiếc ON10 hơn. Các bạn sẽ có một cái thiết kế đẹp hơn, cầm chắc tay hơn, một hiệu năng tốt hơn, khả năng load up cực kỳ nhanh, cũng như là một camera chính tuyệt vời. Với A8 thì các bạn sẽ có một chiếc điện thoại có khả năng quay phim chống rung ổn hơn này, và có cái khả năng selfie cực kỳ chuyên nghiệp. Tuy nhiên với mình là nhiều đó thôi, chưa đủ để có thể đánh bại chiếc ON10 trong cái phần này. Thế nên là không biết các bạn đã có câu trả lời về sự lựa chọn của mình chưa? Mình tin là sau video này các bạn đã có câu trả lời rồi. Đừng quên comment phía dưới. Thấy video hay đừng quên bấm like, share bạn bè, bấm subscribe kênh YouTube và bấm chuông kênh YouTube của Review Dạo để không bỏ lỡ bất kỳ video nào trong tương lai. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Lại đi, lại đi. Nói nghe nó hơi căng thẳng quá.